Nếu câu trả lời là không, anh là không, anh. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Tôi muốn về nhà với em cậu Lộc. Tôi muốn về nhà với chị hai không? Hai ba. Vì em yêu đủ. Cất vô tủ luôn. Cái đoạn đuối thiệt. Vô tủ luôn nha. Không phải, tại vì cái chữ đuối là mình phải hát đuối thiệt. Đúng rồi. Em hát là theo nỗi lòng của cái tờ. Có muốn gì hỏi về anh không? Nhanh, anh Huy đến rồi này. À, thật trời ơi, buồn rồi. Em muốn hát tặng anh một bài hát. Nhanh nha. Anh yên tâm, tại vì em chắc chắn là sẽ hát hay hơn chị Diệu Nhi. Ok. Trời ơi. Em xin lỗi chị. Nhi, Nhi ơi, cho thời gian không? Cho anh, để coi hát hay tới đâu. Được rồi. Tôi cho bạn 5 giây để bạn thể hiện. Bắt đầu đi. Dạ. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì. Rồi nói cho nghe nghe. Một câu thôi. 1, 2, 3, 5. Anh có đánh rơi nhịp nào không? Show như đó thôi anh, để chị Diệu Nhi buồn. Wow. Tôi mà buồn hả? Tôi mà buồn hả? Nếu câu trả lời là không, anh là không, anh. Nhi, 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 bé này, Nhi. À, cảm ơn bạn. Dạ, mời chị về. Khi gặp nhau phút đầu từ ánh mắt anh đã trao nụ cười. Khi nghe ngừng anh nói mình cầm tay nhé, đưa em qua những con đường tình yêu. Em chẳng thể dối lòng rằng em đã yêu anh từ lúc nào. Nghe nhịp đập con tim lòng mình thổn thức, anh muốn ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình nên con. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phải nhờ tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Mai này em xấu đi thì anh có còn yêu em như lúc đầu. Khẽ mỉm cười anh nói em thật ngốc nghếch. Anh yêu em đến khi nhắm mắt xuôi tay. Thôi thì em giấu cho riêng anh ngôi nhà trong trái tim em. Lúc giận hờn trách móc lo sợ mất nhau, xin hãy tựa vào vai nhau. Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì giờ bên em đã có anh sẽ chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phải nhòa tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Từ nay em không còn khóc, không còn nước mắt đêm về một mình đơn côi. Vì
giờ bên em đã có anh rất chia những buồn vui. Lòng em luôn luôn nguyện ước cho dù năm tháng phai nhòa, tình ta vẫn sẽ vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau, vượt qua sóng gió cuộc đời. Mãi mãi ta là của nhau. Tôi đến đây là kiếm cô Diệu Hiền. Cô bận ở trỏng rồi. Người nói sau khi chia tay anh sống vui hay đang buồn, rồi thản nhiên anh đang yêu đời. Cô lúc đó chẳng yêu đời. Anh đi xa nhé, anh đi xa luôn nhé. Vĩnh viễn tao quá, nói không với tao quá. Khó quá. Công nhận quý giỏi thiệt luôn á. Dạ em cảm ơn cô. Thiệt sự là cái môn này phức tạp lắm, mà nó tóm lại đơn giản á, nó là tổng hợp của những cái tiếng mà bùm 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 chắc bùm 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 chắc bùm bùm chắc bùm bùm. Đó, mấy cô thử đi. À, cô biết à. Thiết chế lại cô đẹp, nó văn quá. Xin lỗi em. Đúng rồi, hơi hơi, dạ, dạ. Chức bùm. Lao lao đi, không sao không cô. Ủa? Kim Chi, về rồi hả? Chào thím. Em ngồi tự nhiên đi. Đói bụng không? Vô ăn súp đi, tôi có nấu súp á. Ừ, thôi tôi đi ra quận 1 luôn giờ. Ờ vậy hả? Ủa bà đi chừng nào bà về? Chắc là tối nay tôi về khuya lắm nên bà khỏi đợi cửa nha, cứ ngủ trước đi. Ờ tôi biết rồi. Mà bà với Quý đang làm cái gì vậy? À tôi nhờ Quý dạy cho tôi Xbox này đám á. Dạ dạ ủa dạ ủa dạ. À, tại vì trong trường tôi á chuẩn bị tổ chức lễ hội mà đòi hỏi mỗi thầy cô là phải trình diễn một bài. Mà bà biết rồi đó, cái trình ca hát của tôi á cũng không có được tốt, cho nên là Quý dạy cho tôi ráo chứ beatbox á. Vậy là bà định biểu diễn hai cái này hả? Đúng rồi, tại vì không chỉ có một trong hai thôi à. À đang lựa chọn mà hiểu không? Tại vì Quý nói nếu như mà mình hát dở thì chắc chắn mình sẽ beatbox với lại rap là hay lắm, cho nên tôi đang thử cả hai cái luôn. Nhưng mà cũng có người sẽ dở luôn cả ba cái á. Không có đâu, trời nãy giờ đang beatbox thôi chứ rap cũng hay lắm á. Cô đọc rap cũng hay đúng không Quý? Dạ sau khi mà em cho cô trải nghiệm thử về beatbox á, em cảm thấy là cô hợp với rap hơn. Ờ à, nhưng mà beatbox tôi cũng hay lắm á. Chắc hay á. À, cố lên nha. Cảm ơn bà nha, bà vô chuẩn bị đi. À, mình tập tiếp hả cô? À. Dạ. À, nhưng mà hồi nãy có lạnh lắm không em? Cô sợ văn ướt em rồi bây giờ mới lạnh chỉ vô. À, dạ dạ không sao đâu cô, trời ơi cô thương học sinh quá. Dạ thử. À, trời, hồi nữa cái phòng này lũ luôn đó cô. Hồi nữa cái phòng này lũ ngập hết luôn đó cô. Vậy hả? Dạ. Khó quá à. Dạ, khó lắm cô. À, vậy mình cố lên ha. Dạ, cố lên cô. Ba, sao ba đến đây? Ba tới tìm con. Dạ. Chuyện gì vậy ba? Thôi đi, thì bên này ba nói chuyện con chút. Cái này là một cái vỏ bọc. Vỏ bọc. Vỏ
sâu cho em. Thật ra chị hát cũng hay lắm. Rồi ra đây. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy sao sống trong đường dài. Nhà cạnh nhà lớn cây ngôi hôn nhân chiếc đường nhau nhằn. Thầy mẹ thương em nhờ thầy sẽ riêng. Giày mòn gót anh Thăng đã tặng, đôi tay chị hai cầm một đóa hoa cúc cầu. Loài hoa không biết xưa Thăng thích không? Anh chị hẹn trên bờ biển Phú Quốc. Em có mang chiếc video cùng bài nhạc. Chờ em anh chị nhé, em sẽ bước đến bên anh Thăng và nói. Anh Thắng có yêu em không? Rồi chết. Có muốn về nhà với em cậu Lộc? Có muốn về nhà với chị hai không? Tình yêu chị hai say đấu lắng để rồi rời xa. Họ vẫn có nhau. Anh hai có yêu chị hai không? Có muốn về nhà với chị hai không? Đừng lặng im như thế. Trả lời em đi, đừng bắt em phải mong chờ. Bắt đầu rồi hả? Ủa, đủ nhân viên hết rồi hả? Đủ nhân viên hết chưa? Trời ơi, ủ quá vậy, còn đập 20 ngàn, còn tới 3 phút mấy rồi. Hôm nay chị hai mặc một chiếc váy rất đẹp, đi trên đôi giày mòn có anh Thắng đã tặng. Đôi tay chỉ cầm một đóa hoa cúc cầu. Loài hoa khi xuyên Thắng thích. Anh chị hẹn nhau trên bờ biển Phú Quốc. Em có mang theo chiếc radio cùng bà nhà. Chờ em anh chị nhé. Em sẽ bay ra Phú Quốc và hát. Anh Thắng có yêu chị Nhi không? Anh Thắng có muốn về nhà với chị Ngọc không? Tình yêu chị hai say đủ lớn để rời xa xa. Anh chị vẫn có nhau. Anh có yêu chị hai không? Có muốn về nhà với chị hai không? Trời ơi, anh chị đừng làm yêu như thế. Với chị Ngọc không? Tình yêu chỉ say đủ lớn để dù thương đau. Anh chị vẫn có nhau. Anh lấy chị Ngọc không? Trời, bài dài quá. Để nó bắt nạp tiền rồi. Bắt đầu chưa? Chưa đâu. Chưa hả? Hát tiếp đâu chưa? Còn chút mấy nữa. Thank you.
bên đứng dâu rộn ràng. Nhìn anh Thắng anh cười rất vui, hôm nay là ngày cưới vợ cho anh Thắng. Kìa cô dâu dịu dàng lại nết nê, cô ba đều khen chúc nhau liền được mừng. Bà ba khoe có được chàng rể ngon, bác với ông Tư giờ chính thức được làm xuôi. Vô 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 trăm phần trăm ta chúc mừng cô dâu mới như trăm. Thấy bà thì kỳ quá à. Thôi hết giờ rồi cả nhà ơi. Ủa là mọi người có dự họp báo không ạ? Nói đúng không, mọi người có dự họp báo không? Mà mình phải nói một điều là Diệu Nhi là một diễn viên trẻ mà sau này mà rất là phát triển về nhiều cái loại hình nghệ thuật. À dạ. Đã từng làm diễn viên điện ảnh, diễn viên kịch, thậm chí chuyển qua hát nữa. Bữa nay mới chấm hát nè. Nhi, không mấy giờ hát tặng mọi người một đoạn đi Nhi. Một bài nào đó mà bài hit của em đó Nhi. Em có nhiều bài hit lắm. Thì em hit đi rồi em hát. Thôi, em hát cái bài mà em thích của chị Bích Phương được không? Được em. Nghe nè, tất cả mọi người hãy lắng nghe. Đánh giá về chuyên môn giọng hát sau đó. Có nhạc không ta, có nhạc không? Không, nhạc nó dư lắm, giọng em là đủ rồi. Ôi em nhìn bên đó không? Yêu hay không yêu? Không yêu hay yêu đó. Lời không yêu hay thương. Chúng ta lần cũ. Yêu hay không yêu? Không yêu không yêu. Thôi thôi. Nếu anh có yêu nói đi ngại gì. Mọi người gì mới hát được có một xíu à mà mọi không, người sung quá, mọi người la lên chị để cho chị đừng có hát nữa. Không phải, tại vì cái lời đó là mình đòi hỏi mình phải có cái sự quyến rũ trong cái sự em hát. Ơi, Bích Phương ta làm được chuyện đó em làm không có được đâu nha. Em là gì biết không? Bích Du đó em. Bích Du là gì? Là bu vô rồi dít em đó. Diệu Nhi nè, em ý gì? Kiến thế nào? Tình yêu cứ thế thôi, cho mình từng ngày, cho mình từng ngày. Vô sinh nữ, vô sinh nữ, vô sinh nữ, hai ba vô. Thôi mà đừng đi, mà cố gắng lên em. Lâu lâu tao mới có cơ hội làm nhục mà em. Vô vì em yếu đuối, muốn để mà yếu đuối. Vô hai trời ba. Cái bài đó bài tủ của em. Vô hai ba. Vì em yếu đuối. Cất vô tủ luôn. Cái đó đuối thiệt chứ. Vô tủ luôn đi. Không phải, tại vì cái chữ đuối là mình phải hát đuối thiệt. Đúng rồi. Em hát là theo nỗi lòng của cái từ. Bé nó hát là trường phái tình cảm. Không, mà Nhi nó phân tích cũng đúng nha. Vô cái cảm xúc lúc đó là đuối là phải đuối. Ví dụ đem về mình em bật khóc coi. Đem về bên em bật khóc.